Hi, xin chào mọi người buổi sáng. Hôm nay trong một ngày rảnh rỗi mình tranh thủ thời gian mình chạy xe ra ngoài đồng này các bạn, để mình quay mọi hoạt động sinh hoạt của bà con nơi vùng đất Cù Lao mình, nơi được mệnh danh là xứ rẫy, để mình quay bằng Flycam cho các bạn xem về cái vẻ đẹp và mọi hoạt động của bà con quê hương mình qua góc nhìn Flycam. Rồi mình xin mời các bạn theo mình. Khu vực này người ta trồng hành nè các bạn. Đó, bà con nông dân người ta đang chăm sóc những cái luống hành nè. Mình bay gần lại chút xíu nữa cho các bạn xem khoảng cách từ chiếc Flycam mình tới bà con nông dân là có 3,6 m thôi nha các bạn. Đó, mình quay cho các bạn xem cận cảnh luôn. Mình bay rất là chậm luôn các bạn. Rồi để mình hạ cái góc camera xuống cho các bạn xem nha. Đó, bà con nông dân người ta đang tỉa lá cho những cái cọng hành nữa các bạn. Ta chăm sóc những cái lá hành mà nó bị thừa hay hoặc là nó bị hư, úng thối gì đó thì bà con người ta ngắt ra bỏ vô bao, để cho những cái lá hành non mới nó phát triển lên được tốt đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bay qua phía góc bên kia, mình thấy bà con nông dân phía bên kia cũng đang làm một số công việc gì đó, để mình bay cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy cái khu đất phía bên này là mới vừa được xới lên các bạn, cho một cái mùa vụ mới luôn. Chuyển góc qua bên kia. Đây, mình thấy trước mặt mình là bà con nông dân người ta đang lơm khơm làm gì nữa các bạn. Mình bay qua bên kia xem sao. Các bạn thấy quê hương mình có đẹp không? Những cái luống rẫy hành thàng, hành lối gì đó các bạn. Từ trên cao mình nhìn xuống rất là đẹp luôn. Để mình chuyển cái góc camera xuống xem người ta đang làm gì các bạn ơi. Từ trên cao mình nhìn xuống là mình thấy một số người nông dân mà mấy người phụ nữ các bạn là đang cấy những cái mầm non xuống, mà không biết là người ta đang trồng cái gì. Khoảng cách của mình hiện tại bây giờ là 181 m so với chỗ mình đang đứng các bạn. Để mình hạ thấp xuống xem người ta đang làm gì. Các bạn thấy rất là đẹp không? Đó, để mình tiến tới chút xíu nữa nha. Quay cái góc camera xuống. Mấy người đàn ông thì cầm mấy cái cây các bạn. Cái cây mà để đó, các bạn thấy là mấy cây trang đất á, trang để cho cái mặt đất nó bằng lại phía trên luống rẫy, và một số người thì cầm những cái cuốc để cuốc những cái phần đất lên cho cái rãnh nó được sâu chút xíu nữa. Đó, những người phụ nữ thì đang cấy những cái mầm non xuống. Để mình hạ thấp xuống chút xíu nữa coi. Thường thì nơi quê hương mình người ta trồng hành và bắp cải rất là nhiều. Đó, hình như cái vụ này là người ta cũng đang trồng bắp cải thì phải. Do xa quá mà góc camera mình nhìn qua màn hình điện thoại thì cũng không có rõ các bạn. mấy cô là không có biết là cái này là cái gì, nhìn lên kìa. Đó các bạn thấy không, hai người một luống, hai người một luống gì đó các bạn. Cái bắt đầu lấy những cái cây giống á, trồng xuống đó như vậy đó, cứ thế mà làm như vậy đó. Thì tới trưa nắng lên nhiều quá thì vô nhà nghỉ mệt, chị mát mát cái ra làm tiếp, làm tới khoảng chừng 5 giờ mấy, khi mặt trời vừa bắt đầu xuống đó là bà con nông dân người ta đi về nhà để lo công việc nhà nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bay qua khu vực khác để cho các bạn xem một số nơi khác nữa. Một cái bức tranh làng quê mà qua góc nhìn Flycam rất là đẹp nha các bạn. Có dịp nào mà các bạn youtuber hay là một số anh em nào yêu thích du lịch mà về vùng đất An Giang của mình đó thì cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại mà mình đã mô tả ở trên phần giới thiệu của kênh mình, thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nơi vùng đất, nơi quê hương mình, một cái vùng đất Cù Lao mệnh danh là xứ rẫy các bạn. Để mình hạ thấp xuống coi ở phía khu vực này bà con nông dân người ta đang làm gì nữa nè các bạn. Thấy đầy đẩy cái gì? Cái máy xới các bạn ơi, máy xới đất. Lý do là mình đang dùng cái màn hình điện thoại iPhone 6s nên nó hơi nhỏ nha các bạn, mình nhìn không rõ. Phải mà mình dùng bằng những cái dòng điện thoại mà màn hình to hơn chút xíu nữa mình sẽ nhìn rõ hơn. Đó. Này là cái phần đất mà được máy xới gần sông này các bạn. Hình như là còn đi hai lần nữa, lần này và hai lần nữa là xong cái phần đất này đó các bạn. Nơi quê hương mình ngày xưa á, là khi bà xới những cái luống đất như thế này nè thì bà con nông dân người ta là hoàn toàn dùng bằng sức lao động của con người, nên rất là lâu và cực khổ các bạn. Hiện tại bây giờ cái thời đại nó phát triển rồi, năm 2019 rồi các bạn, thời đại 4.0 5.0 gì đó mình cũng không nhớ rõ, là tất cả những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật đều được áp dụng vào nông nghiệp để cho nông nghiệp được tăng năng suất và sức lao động của bà con nông dân mình thì sẽ được nhàn đi một phần nào đó các bạn. Đó, mình theo cái máy xới phía bên khu vực bên đây nè các bạn. Đó, người ta đang tủ những cái rơm. Các bạn thấy cuộn tròn tròn đó, là cái đó là rơm mà của lúa mình đó các bạn, rơm lúa gạ mình đó, thì được những cái máy cắt nó cuộn thành những cái cuộn tròn như thế đó. Cái bà con nông dân mình mua những cái cuộn tròn á, sau khi mà người ta xới thành những luống đất như thế này nè, rồi cái bà con nông dân mình sẽ dùng những cái cuộn rơm đó tủ lên những cái phần đất đó để trồng rẫy. Mà thông thường là mình thấy là tủ rơm như vậy nè thì mình thấy là trồng bắp cải hoặc là trồng hành rất là nhiều. Không biết là các bạn thấy rõ không? Nếu không thấy rõ mình sẽ hạ thấp chút xíu nữa. Đó, về cái khu vực mà bà con nông dân đang tủ rơm. Các bạn, mình mới quay được có 9 phút mấy thôi mà cái dung lượng pin mình nó báo là đã sắp hết và yêu cầu quay về. Rồi để mình quay về mình thay pin khác, mình bay ở những khu vực khác để cho các bạn xem tiếp nha. Mình xin nói cho tất cả các bạn biết là mình đang dùng con Flycam DJI Mavic Air đó các bạn. Hồi lúc mình mới mua đó thì nhà sản xuất thông báo là mình bay được thời gian 21 phút. Mình có một cái bài mà test về thời lượng bay của nó lúc mình mới mua đó các bạn, thì vừa bay vừa quay luôn khoảng được 17 phút. Nhưng do mình sử dụng là hơn một năm rồi, một năm mấy tháng gì đó, nên là dung lượng pin nó đã bị giảm sút rất là nhiều. Hồi tối mình có coi lại thời gian sạc của những viên pin của mình đó là 57 lần, có viên thì 60 mấy lần luôn các bạn. Hiện tại nó đang phù lên rồi, nên là cái thời lượng bay nó cũng còn rất là ngắn luôn. Mong các bạn thông cảm. Đó, ở khu vực này thì bà con nông dân người ta đang thu hoạch bắp cải đó các bạn. Sau cái luống cải này là có mấy luống, là 1, 2, 3, 4, 5 luống, như là người ta bán từ từ đó. Đó, lên bài gần cho các bạn xem về cái người nông dân đang thu hoạch bắp cải. Còn 5 luống này thôi là người ta đã hết 5 luống này, là người ta sẽ làm những cái vụ mới đó, bán từ từ các bạn. Khi mà bắp cải được thu hoạch và bỏ vào những cái bọc ni lông như thế đó các bạn, rồi người nông dân, các người đàn ông đó người ta sẽ gánh ra. Có khu vực nào mà có xe chạy vô được đó, thì người ta sẽ chạy vô và chở ra. Còn nếu như đường nhỏ quá không chạy xe vô được thì người ta sẽ gánh ra phía ngoài khu vực lộ để có những chiếc xe chuyên chở ra tàu ghe hay là thương lái các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay khu vực khác cho các bạn xem tiếp tục. Đó, các bạn thấy phía bên kia cũng là cải, đa số là cải với hành thôi. Mình thấy trồng hành đó khi trúng mùa cũng dễ làm giàu lắm các bạn, và bắp cải nha, nhưng mà khi thất mùa là cũng mệt luôn, lâm nợ luôn. Trước mặt mình có những cái luống ớt nữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi bay ở những cái khu vực khác, mình tìm những cái hoạt động khác để mời các bạn xem về cái vẻ đẹp quê hương của mình. Phía trước mặt mình là cái khu dân cư, nơi trung tâm của xã mình. Xã mình là một xã nhỏ thôi, có 4 ấp thôi các bạn. Tổng chiều dài của khu vực xã mình chỉ có 5 km thôi các bạn. Tính từ đầu Cù Lao xuống tới đuôi Cù Lao là có 5 km thôi. Chiều rộng bề ngang khoảng 2 km. Một cái xã nhỏ thôi, có 4 ấp các bạn, nằm giữa dòng sông Hậu. Đó, các bạn thấy rất là nhiều luống đất mà từ trên mà qua góc nhìn Flycam các bạn thấy rất là đẹp. Để mình tìm một số hoạt động khác, mình quay cho các bạn xem tiếp tục. Bay tới. Để mình coi cái chỗ này là cái gì các bạn. Mình thấy trồng có những cái là cung lên thành những cái vàng này các bạn. Để hạ thấp xuống chút xíu. Bay gần lại một chút các bạn ơi. Giống như là người ta trồng, coi mình để ý kỹ có phải không? Hình như là giống như trồng hoa thiên lý các bạn. Cũng có một số người dân người ta trồng hoa thiên lý nè để thu hoạch cái hoa đó mình nhìn trong màn hình điện thoại không rõ, mà hình như là vậy đó. Rồi, để mình nâng cao lên. Ở phía trước mình thấy có một người nông dân đang xịt thuốc vào cái vùng đất của mình. Đây. Đó, các bạn thấy không? Bay gần lại chút xíu nữa nha các bạn. Khi mà những cái mầm xanh mới được gieo trồng xuống đất rồi thì tiếp tục là phun một cái lớp thuốc gì đó bảo vệ thực vật đó. Mình không phải là người nông dân nên mình không có biết, mình quay cho các bạn xem thôi. Đó. Tiếp tục từ hết luống này tới luống khác các bạn, cứ thế mà làm cho hết cái ô đất của mình. Không biết là này phải chủ đất không hay là đi xịt mướn nữa. Rồi bây giờ mình xin phép các bạn, mình bay đi khu vực khác, mình tìm những hoạt động khác. Ở chỗ này là mình cũng đã quay rồi nữa các bạn. Để mình qua phía bên này, hình như là mình thấy có hai người gần cái người mà người ta đang tủ rơm hồi nãy đó, là mình đã hết pin đó. Rồi bây giờ mình bay tới hai người trước mặt mình đã thấy, mình không biết đang làm gì nữa. Hạ độ cao dần xuống. Bay gần lại chút xíu nữa các bạn. Thấp xuống chút xíu nữa. Các bạn thấy người ta đang làm gì? Hình như là đang trồng hành các bạn. Mình nhìn kỹ rồi. Đó. Những cái bao mà để phía ngoài đó là những cái bao hành giống. Cái khu vực đất bới đó thì được bà con nông dân đem những cái hành giống vô và trồng xuống. Có hai người ngồi khu vực này để trồng hành. Đó, bây giờ mình sẽ bay lên, tiếp tục là tìm những hoạt động khác. Bên hiện tại bây giờ mình quay cục pin thứ hai này cũng 8 phút mấy rồi. Hiện tại bây giờ là mình còn 44% pin và khoảng cách là 268 mét. Độ cao là gần 50 mét các bạn. 48 mét độ cao. Đó. Để mình đứng mình quay một vòng cho các bạn xem đó. Xứ rẫy của mình đó các bạn. Dạo này cái remote điều khiển mình không biết cái joystick như thế nào, nhưng mà mình đụng giờ có khi mà nó ăn mạnh quá, nó lắc cái cam rất là mạnh, khi thì nó chậm từ từ, xài lâu quá nó cũng hơi có vấn đề. Bạn thấy đây là một cánh đồng xứ rẫy nè, còn phía bên kia nữa các bạn. Nhưng mà chắc có lẽ là mình hẹn các bạn ở những clip sau đi. Trước khi kết thúc clip thì mình sẽ nâng cái độ cao Flycam lên ở mức tối đa cho phép nhất để mình cho các bạn chiêm ngưỡng về cái vẻ đẹp nơi quê hương Cù Lao mình. Đó, các bạn nhìn thấy hiện tại bây giờ là độ cao của mình đã nâng lên là 220 mét rồi các bạn. Đó, các bạn nhìn phía trước mặt mình ở trong màn hình đó là cái đuôi của cù lao. Ở người dân địa phương thì người ta kêu bằng cái đuôi cồn nữa các bạn. Đó. Hai bên là sông Hậu. Cái con kênh mà chạy dọc phía bên tay trái màn hình mình đó các bạn, là con kênh ở đây người ta kêu bằng cái kênh Khai Long. Kênh Khai Long nó chạy từ giữa trung tâm, nơi gần nhà mình ở, và nó chạy cong ngược lại xuống ở dưới đuôi cồn, chỗ ra cái kênh nhỏ nhỏ phía trước đó là kêu bằng cái hồ đó các bạn. Đó, chạy dài xuống chỗ ra đuôi cồn luôn. Để mình quay góc camera lên, đó các bạn nhìn thấy không? Cái sông Hậu đó nằm phía bên tay trái màn hình mình đó. Và tay phải màn hình của mình cũng là sông Hậu, do cái vùng đất mình là vùng đất Cù Lao, nằm giữa dòng sông Hậu. Còn phía mờ mờ sương khói phía trước mặt mình đó là Cù Lao Mỹ Hòa Hưng, nơi quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, quê hương của bác. Mình sẽ quay dần cái camera lên hướng đầu cồn để các bạn xem. Đó, sông Hậu đó các bạn. Phía bên kia là thuộc về khu vực của huyện Chợ Mới. Đó. Đây là phía đầu cồn rồi các bạn. Do tín hiệu điều khiển nó hơi kém nha các bạn. Mình đang tiếp tục nâng độ cao. Khi mình đưa lên cao cái mình điều khiển nó bị gì đó, nó lắc nhanh quá. Mình mong các bạn thông cảm. Phía cái đuôi mà cong cong trên kia các bạn nhìn thấy giống như cái đuôi cá sấu vậy đó, là khu vực của xã Bình Thủy, cũng là một xã Cù Lao nằm dưới dòng sông Hậu luôn các bạn. Rất là đẹp. Đó, các bạn thấy là cái độ cao của mình cho phép chiếc Flycam mình là 500m. Hiện tại mình đã nâng lên là maximum luôn các bạn, độ cao tối đa luôn cho các bạn xem. Đó, bây giờ mình sẽ cúi cái camera xuống, các bạn xem một lần nữa nha. Khu vực phía trên đó các bạn, nó bị lở, sạt lở nhiều lắm, người dân người ta mất đất rất là nhiều luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cúi camera xuống luôn. Đó, cái con kênh Khai Long này các bạn. Các bạn thấy con kênh Khai Long mà đây nè, khu vực khu dân cư nãy là mình cho các bạn xem đó. Đó là nơi nhà của mình. Và phía ngoài dòng sông Hậu, con kênh Khai Long bắt đầu nó đi vô, nó cong cong vậy đó các bạn. Cong bây giờ nó sẽ cong như thế và xuống cho tới đuôi cồn luôn. Đó, các bạn nhìn thấy. Rồi thì cái clip thực hiện về quê hương của mình, về một cái vùng đất Cù Lao, một quê hương xứ rễ đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh mình hoàn toàn miễn phí để là người đầu tiên xem những video clip mới nhất của mình nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.